nay là mọi người đang chơi bầu cua cá cọp ở đây. Và đây là gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, danh tiếng toàn cầu. Trời ơi. Khoan nha, khoan, đi nha. Tức tiêu em, tức tiêu em. Xuống con gì? Cua. Theo em cua nha. Cua nha. Nè. Rồi, lên lên đó. Nó đâu đụng vô tay chân lên. Hoài nữa, đụng đi. Hoài ba tụ đó. Ba lần. Đây. Cả anh đồng tôi nha. Hai đồng, hai đồng. Tôi ba lần nha. Bốn đồng. Đó, ba lần đó. Vẫn còn lại anh đồng. Rồi. Cua cá cọp ăn thiệt nha quý vị, bởi ồn vậy đó. Ở đây luôn nè. Đây luôn nè. Đây nè, đây hết rồi. 5 đồng được không? 5 đồng. Chơi luôn, chơi luôn. 5 đồng nha. Tôi sợ quá. Đó, 10 đồng. Má lộ bằng dắt, má lộ bằng dắt. Đây mọi người đã chuẩn bị bông hoa để cho ngày Tết ngày hôm nay nha quý vị. Ở nhà Nguyễn Hồng Dung có bánh trái, dưa leo, có rượu, có món ăn thịt kho trứng, bánh chưng, bánh tét, thịt kho trứng vừa mới cuốn luôn, mâm ngũ quả, có quýt, có vú sữa, có mãng cầu, có dừa. Có vòng nguyệt quế nha. Thưa quý vị, đây là nữ hoàng DJ mới, Alisa. Đây là không khí của buổi quay phim và chụp hình đón năm mới, thấy chưa? Ồ, Nguyễn Hồng Nhung mới ý tưởng mà quay phim ở nhà của từ đâu ra nè Nguyễn Hồng Nhung? Từ em. Về em hả? Chúc mừng em luôn. Em không nói về đây là ý tưởng của anh Đức Tiến đâu. Bởi vì anh Đức Tiến cố tình hỏi thế nhưng mà em không trả lời cho anh Đức Tiến đấy, làm gì được em? Đúng rồi, chúc mừng em. Đã tốn một món tiền. Mượn không? Thấy chưa? Ở nhà quay là coi như là đó, đẹp chưa? Khánh nếp đuôi chút vô thôi. Không, mới sạc mà. Hôm nay là người chỉ đạo cho cái bộ hình và video này đó là anh đạo diễn đến từ Việt Nam, Quỳnh Tuấn Anh. Người Khánh xin kính chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới. biết vô được, chạy mặt. Không vô. Nói đoạn ngay ở đây hôm nay đang rất là vui, không khí Tết thật sự là đã đến từ những ngày hôm nay. Có nhạc sĩ Phong Anh Hưng, có siêu mẫu Đức Tiến, có ca sĩ Hồng Nhung, Kỳ Mẹ Anh, Tân Hy Khánh, Châu Đăng Khoa, ấy lộn Lưu Đăng Khoa. Thật ra rất là vui quý vị, thật ra rất là vui. Anh Vũ Quang Vinh thì chưa xuất hiện đâu, ảnh là người làm make up cho tất cả nhân dân Nam. Sau lưng đó. Đây bên đây. Bên sau lưng kìa. Wow. Rồi. Vậy sau đây xin mời quý vị nhìn bên tay phải anh Châu Tuấn. Tên. Dễ sợ thì. Ủa dàn nào trắng đẹp quá vậy? Nhiều màu quá ha. Đây là không gian ở phía ngoài và mọi người có quay các anh chị xong giờ đến là chúc Tết. Màu xanh đẹp với lại nhung đó.
dàn gái của dàn nữ đẹp chúng quá. Tôi quần xíu xíu được không? Này Vinh cameraman photographer ông bị gì bị gì hello hello đẹp nha không thấy đâu rồi. Cô số 150, cô số 2 300, cô số 4 400, em giảm giá 50% còn 220. Đấy. Ta nói để có một bộ hình rất là cực nhau quý vị. Rồi bây giờ nữ sẽ làm giùm em một cái động tác nha. Đưa lồng đèn ra xong đem về và chúc mừng năm mới. Đó. Nói câu này thôi đúng không? Đưa ra đó. Đem vô chúc mừng năm mới. Đó, chúc chính xác luôn. Mấy cô gái đang phơi nắng. Nụ gì? Mình nụ. Nụ thu âm. Nụ thu âm. Ở đây có bạn tin mới là nụ. 1, 2, 3. Đưa lồng đèn lên. Rồi, cú chào nè. Chào mọi người. Ờ đúng rồi. Rồi chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Rồi làm lại cái không. Chúc mừng năm mới. Một lần nữa. Lại không đều. Mẹ không biết đếm hả? Đếm nó vô coi. Đếm cú cầu ơi. Một. Đưa thẳng ra chị Vân, đừng có cúi nha chị Vân. Trời ơi, tiêm nha. Chúc mừng năm mới. 3, 2, 1. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Lần nữa, backup. 1, 2, 3. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Ok, chút thôi. Đạo diễn mà sao chồng nó gian hơn chồng ca sĩ vậy? Ở giữa. Ở giữa ơi, chưa xác định giới tính phải không? Hàng ở giữa là hàng ngon nha quý vị, hàng tươi kìa. Vâng, vâng. Vâng kìa. Sức khỏe rồi nha. Ăn kháng tỉnh dưỡng. Má mặt à, nhỏ mặt đỏ lòm rồi kìa. Ác người. Sức khỏe dồi dào, ăn kháng tỉnh dưỡng. Mọi người thấy bằng này bằng bẻo người nào người đó nói bẻo người nào người đó nói. Không nói vậy heo nha. Sức khỏe dồi dào. Ăn kháng tỉnh dưỡng, chất môi mát. Mà chọc đi. Quen từng người quen. Hết rồi người ơi. Họ làm gì? Rolling rồi. Keep rolling. Vạn sự như ý. Sức khỏe. Đến. Mã chữ ba nha. Má chị bà. Nam áo trắng, check one. 1, 2, 3. Vạn sự như ý. Sức khỏe dồi dào. An khang thịnh vượng. Cung hỷ phát tài. Vạn sự như ý. Sức khỏe dồi dào. An khang thịnh vượng. Cung hỷ phát tài. Tiền vô như nước. Bây giờ đến phần quay bài ly rượu mừng. Các bạn ca sĩ quá mặt căng thẳng chứ không mới thì tụi con chúc mẹ Lan lúc nào sức khỏe nè, lúc nào cũng phải tươi trẻ và phải nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trời ơi, cứ đến tìm con là lúc nào cũng sẽ đẹp. Mà nói phải tội chứ, không đến tiệm thì cái lúc nào cũng có quà rồi. Thế nó nói đến thế tận thì nhà nó luôn. Đấy, tận nhà luôn. Quý lắm cơ ạ. Hai cái người này này, quý lắm. Dạ con chúc mẹ Lan nhiều sức khỏe, mọi việc luôn an yên như được như ý nguyện. Còn đứng như nói. Lầu nguyên con. Đợi vô. Chào hai bác, quý hóa quá. Đầu xuân năm mới hai bác có thời gian đến thăm gia đình. Thưa quý vị, đây là khung cảnh của chùa Điều Ngự Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại miền Nam California. Đây là khuôn viên bên ngoài. Đây cũng là trụ sở của đài IBC TV. Thì chúng ta thấy thì có những cái
trang trí của những cái backdrop này để mà cho quý vị chụp hình ngày Tết nha. Đây là cái đào cũng đang có ra hoa, đào thiệt nha quý vị. Hoa đào đang rực rỡ, khoe nắng trong, khoe sắc trong nắng gió. Và đây là cái nơi mà tháp chuông hả, hai bên rất đẹp, và hình tượng ông Di Lạc và cũng như là đang ngồi trên lưng cọp rất là dễ thương. 2022. Ok. Phía trước này thì có tượng Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát ha. Tiến quay cho quý vị xem. Cũng hiếm có dịp mới đến được đây. Đi xì quá. Đẹp chưa? Ok. Ở bên đây cũng có những cái hình tượng hai bên những cái cây rất là đẹp, hình của những sư tử ha để bảo vệ. Phía này cũng có hình nhớ lại cái tập tục năm xưa ở Việt Nam là nấu bánh chưng bánh tét ngày Tết. Hình nộm cho vui đó nha quý vị. Rất là dễ thương trong cái dịp lễ Tết này. Khuôn viên chùa khá là rộng rãi, thoải mái cho quý vị đến đây để chụp hình. Tân niên vạn phúc, an khang thịnh vượng. Hình hai chú cọp dễ thương quá trời dễ thương luôn. Đây là địa tạng Vương Bồ Tát thì phải. Có hình có cái bồ đề rất là đẹp nha. Ngài thì rất là uy nghi. Rồi bên đây thì có vườn cọp, rất là có một cọp và mọi người cũng đang làm chuồng cọp ha. Wow, có chuồng cọp cho mọi người xem. Cái đào rủ, đây có cái đào rủ đẹp quá quý vị ơi. Đào rủ rất là đẹp. Đây có những ụ rơm mọi người mua về, chùa mua về chứ đúng hơn. Và trang trí cọp này là có từ lâu rồi nha quý vị, chứ không phải là bây giờ mới có đâu. Ở trong đó họ đang làm cái trang trí như là cái chuồng cọp đó cho quý vị xem. Rất là đẹp mà rất là to nha quý vị, to lắm. Quý vị thấy là ông hổ này rất là bự nha. Đó, to lắm nha. Không phải là bằng mút, chứ không phải là bằng xi măng nha quý vị, nhưng mà rất là to. Chia sẻ cùng quý vị khi đến tham quan tại chùa Điều Ngự ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ thì chúng ta ra bên ngoài, chúng ta thấy được không gian nguyên một ngôi chùa rất là lớn và đẹp ở tại miền Nam California. Mỗi khi dịp về thì chùa Điều Ngự là một trong những ngôi chùa rất là lớn tại nơi đây. Rất là đông người Việt đến đây để đón Tết hàng năm nha quý vị. Rất là linh thiêng và cũng như rất là ý nghĩa luôn. Ở đây thì có ông Di Lạc rất là dễ thương, tỏ bên một cái cây hoa mình không biết tên, nhưng mà tượng Phật Di Lạc ở đây rất là đẹp. Xung quanh là có rất nhiều cây cối tạo bóng mát cho ông. Bây gần nha quý vị. Đẹp chưa? Phía sau có những cây tán lá lớn, những cây lá thơm cho tượng Di Lạc tại nơi đây. Đây có cây tắc khá là đẹp thưa quý vị. Trái xum xuê luôn nha. Ở tại chùa cây những cây pháo rất là đẹp, rất là đẹp và nhiều trái, rất là lạ luôn, không nhớ tên. Có bán ngoài chợ mà tiếng không nhớ tên. Còn đây là cây đa, cây da. Có cái vườn nho nhỏ, có cái vườn nho nhỏ ở bên khuôn viên chùa. Tượng Phật ở đây nhìn rất là bình yên, rất là peaceful. Có rất nhiều loại hoa giấy cho quý vị tha hồ ngắm cảnh tại đây nha. Và trên đây thì có rất là nhiều tượng Phật, không biết chắc còn có mấy trăm tượng Phật ở đây, ở rất là nhiều mặt khác nhau, mỗi một ô như vậy là có một tượng Phật trong đó. Đây là các cô gái đang trong tà áo dài tung tăng đi chụp ở chùa. Ok. Là các chàng trai của chúng ta.
Ok rồi, hôm nay đến đây tham quan chùa là đủ rồi nha quý vị. Cái gì vậy, đang nói gì vậy? Phi bảo hồng đây là bích hồng. Bích hồng. Cái bầu đồ hồng cái bích hồng đúng không? Chị cải đi. Hả? Cải. Chị cải như quan họ. Rồi, như vậy là Đức Tiến mời quý vị cùng mới sang nhà Nguyễn Hồng Nhung để mà chụp hình và quay video clip của ngày Tết. Và bây giờ cũng như là đang có mặt tại chùa Điều Ngự nha thưa quý vị. Thì bây giờ thì phải vô chụp hình và quay phim rồi, nên là không có còn nhiều thời gian nữa. Đến đây thì Tiến cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc cho quý vị có một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và không chỉ chúc xong mà từ trong tận sâu trái tim Đức Tiến cũng xin gửi lời cầu nguyện đến cho quý vị được những điều mà quý vị mong muốn nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ cho trên channel của Đức Tiến. Và đến đây thì cảm ơn quý vị, chúc quý vị năm mới được mọi điều tốt lành. Và đây là chùa Điều Ngự, nếu ai có muốn đi chùa ở tại Nam California thì đây là một nơi mà chúng ta cũng thể đến tham quan trong ngày dịp cuối năm và cũng như ngày đầu năm mới. Happy New Year, chúc mừng năm mới, xin chào tạm biệt quý vị.